Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời nên mình sẽ tô một sản phẩm đẹp nhất để cho mọi người xem. Và các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi tô màu thôi. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Thời gian nó lại hòa, không phải là chuyện để cửa, nhưng mà lại có lẽ ông ấy
Nó không đâu nhạc khỏi đấy. Thôi rồi đấy. Tốt nhất là cứ tùng cho nó tốt ạ. Bỏ rất nhiều vàng, để cơm nhiều vàng. Vậy gieo mấy cái thùng nha bạn.